À, xin chào anh em, hôm nay ngày 1 tháng 3 anh em thì giới thiệu anh em một số dòng máy hàng nghĩa địa anh em ơi, hàng này bảy Nhật Bản nghĩa địa ha. Hôm nay mình giới thiệu anh em những dòng máy NX180 anh em. Đây. Máy này là máy hàng bảy Nhật nghĩa địa anh em, zin nha. NX180. Con này là NF, con này là NF50 anh em. Con này là NF AD10. Còn những dòng máy khác này, NF60 nè, AG3040 nè, con này là AG65, AA12 nè, con này là 1S11 giá rẻ nè, con này giá 10 triệu. Con này là NF120 anh em ơi, cốt giữa nha, bắt kim. Con này để anh em 10 triệu luôn. Ngoại hình nó hơi xấu nha. Con này SS70. Con này để anh em 4 triệu. NF á, NF con này NF50, có lốc vàng, cốt ở giữa nè. Đó là SS50 bạc đạn nè. Đây là 65 -2 anh em. Con đó để anh em 7 triệu luôn. Rồi anh em, anh hôm nay mình có bán hỗ trợ trợ góp anh em ha. Anh em nào có cần mua xài máy nghĩa địa hay là những dòng máy mới thì đây mình có bán hỗ trợ trợ góp cho anh em.